Vâng, và lần đầu tiên tôi xin phép và nhà Tony Phát cũng xin gửi lời chào sức khỏe đến quý vị toàn thể có mặt trong buổi tối nay. Một lời sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và một lần nữa, tôi xin phép và nhà Tony Phát cũng xin đại diện cho gia đình, cũng xin chân thành cảm ơn đến quý vị quan khách và quý vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu đến dự buổi tiệc này. Và trong gia đình chúng tôi tiếp đại quý vị, nếu có gì sơ sót và thiếu sót, cũng mong mà quý vị vui lòng bỏ và cho. Và trong buổi tối ngày hôm nay, gia đình của chúng tôi còn có tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ để phục vụ quý vị. Và cũng mong chú anh chị và các bạn trẻ có tinh thần giao lưu văn nghệ hãy chuẩn bị một nhạc phẩm để lên tôi nói cho dân, một nhạc phẩm là thay cho đời chúc cho dâu và chú rể được trên năm hạnh phúc. Mình đã xin trân trọng kính mời và kính mời. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ, quý vị xin gửi đến quý vị và một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Thành Sơn và một khúc đó mang tên Thì Thầm Buổi Sương, quý vị cùng nghe. Trời nói xinh mênh mang từng hạt mưa lông lanh rơi mùa xuân, và ánh mắt trong lấp lánh lời yêu thương ai ngừng ngừng. Mùa xuân đã đến bên mẹ và mùa xuân đã đến bên anh thì thơ, và lòng sao khoe tao em và lòng nói cùng em nhớ thương, và anh biết tiếng nói yêu đầu tiên. Và anh biết thương nhớ đi thường đời. Mùa xuân đã đến bên anh trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao em ánh mắt đêm. Để rồi đắm say, để rồi ngất từng hạt mưa lông lanh rơi mùa xuân, và ánh mắt trong lấp lánh lời yêu thương ai ngầm ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thơ, và lòng sao khoe tóc em và lòng nói cùng em nhớ thương. Và anh biết tiếng nói yêu đầu tiên, và anh biết thương nhớ biết sương hơn. Mùa xuân đã đến bên anh trao nụ hôn, và anh mắt ơi để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Và anh biết tiếng nói yêu đầu tiên, và anh biết thương nhớ biết sương hơn. Mùa xuân đã đến bên anh trao nụ hôn, và một sân đã chào em anh mắt ơi.